Biết chạy xe lâu chưa? Biết. Biết chưa? Biết chạy xe gì đúng không? Chưa, em chưa biết chạy đứng. Rồi đi thôi. Ra dừng xe đó con, từ từ qua. Rồi qua đi. Định đưa đó hả? Sao con đưa lại được? Phải có bánh xe đạp như vậy đó nó mới nhanh. Còn con đi chân như vậy là đâu có đi nhanh được. Phải xuống dốc á, mình thả dốc á. Mở chân chưa?